Thưa quý vị, cùng với việc đẩy mạnh công tác truyền thông phòng tránh đuối nước, dạy bơi cho trẻ là biện pháp hiệu quả, không chỉ rèn luyện sức khỏe mà còn giúp trẻ học cách tự bảo vệ bản thân. Mới đây, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Nhà thiếu nhi thành phố Phú Quốc phối hợp tổ chức lớp rèn luyện kỹ năng và thực hành bơi miễn phí cho học sinh tại trường tiểu học và trung học cơ sở An Thới 2, thành phố Phú Quốc. Trong 2 tháng học bơi, các em được huấn luyện viên môn bơi truyền đạt những kiến thức kỹ thuật bơi an toàn, tập làm nổi người, bám phao, đập chân tay, thở, kỹ năng tự phòng vệ, tự cứu mình khi gặp tai nạn sông nước. Đặc biệt, việc được thực hành ngay tại bể bơi sẽ giúp cho các em kỹ năng về phòng chống đuối nước, an toàn trong môi trường nước, giúp các em có thể bảo vệ mình khi gặp những tình huống có nguy cơ xảy ra. Được nhà trường tổ chức bơi thì con đã bơi được. Bơi thì để cho cơ thể mình được tốt và có đầy năng lượng hơn để bảo vệ bản thân mình. Con của chị là một cháu nhất nhát nước, từ khi nước nhỏ đến giờ là cháu không dám vung vài nước, nhưng mà bây giờ nhờ nhà trường tổ chức buổi học bơi này, con chị đã trở thành là một thành viên bơi ở trong trường nhất tốt. Tham gia khóa học có 80 em học sinh từ lớp 1 đến lớp 8 của trường tiểu học và trung học cơ sở An Thới 2 tham gia học bơi, được chia làm 6 ca học các ngày trong tuần. Sau 2 tháng tham gia học bơi, có 80 em biết bơi thành thạo và được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học này, đạt tỷ lệ 100%. Những em học sinh của trường tôi khi đăng ký học bơi thì hầu như là các em chưa biết bơi. Đang có một số em còn sợ nước, nhát, không dám xuống nước. Nhưng sau cái khóa học gần 2 tháng này thì tất cả các em đã tự tin, đã xuống nước một cách rất là tự tin, rất là vui vẻ và rất là thích thú. Chúng tôi cũng tự tin rằng là các em sẽ phòng tránh được cái đuối nước rất là hữu ích cho các em. Đây là dịp để các em học sinh hiểu biết, nắm được kỹ thuật bơi lội, ý nghĩa, tác dụng của bơi lội cự ly và xử lý kịp thời các tình huống khi gặp đuối nước. Đồng thời, hoạt động này là sân chơi lành mạnh, bổ ích, giúp các em rèn luyện sức khỏe, luyện tập thể dục thể thao. Ngoài ra, các em còn được trang bị kiến thức cơ bản để hoàn thiện kỹ năng bơi của mình, qua đó hạn chế thấp nhất tình trạng trẻ em bị đuối nước.